À, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định nha. Sau đây em giới thiệu cho anh em một cặp loa mới về nay ngày 15 tháng 4 2009, là cặp loa Mỹ. Nó rất là thơm nha anh em. Mà loa Mỹ thì anh em biết rồi, chất âm loa Mỹ rất là hay, bass rất là sâu. Con này là bass 25 nhưng mà thùng lại to như bass 30 nha anh em. Và một loại một bass mix 20 nữa, nên cho ra tiếng ca sĩ rất là hay. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên nha. Thùng vô lạng nha. Rồi, em sẽ đây, em sẽ qua loa cho anh em xem nha. Thùng rất là nặng nha, thùng của loa rất là nặng. Anh em chờ mình xí, e căng ring rất là đẹp. Nó đây nha. Rất là thơm luôn. Đánh những rất là dễ ghi âm ly, trực kháng 8 ohm. Hầu như âm ly, tất cả âm ly thị trường đều đánh được và tiếng rất là hay nha. Giá rất là tốt cho anh em. Giá chỉ 7 triệu rưỡi thôi, bao ship luôn nha. Này đây, bát cam sành, rất dòng kiểu như dòng Aven này, này rất là cứng, rất là bốc luôn. Đây, đây cho anh em xem, đây mới nha. Đấy, bát cam sành 25, rất quân rất là lực và độ sâu rất sâu nha. Và một bát mic thể hiện lời ca sĩ và những giai tầng cao rất là hay, và một chép dom fib rất là đẹp, tiếng chép rất là mịn màng. Giá là 7 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc cho anh em. Xin nữa em sẽ làm video và test con này, tiếng cực kỳ hay nha. Trong tầm giá thì vô đối nha. Em chỉ sưu tầm những cặp loa và âm ly có chất tiếng hay. Loa thì em biết bán nhưng mà sưu tầm những con tiếng hay và giá thành hợp lý cho anh em. Và rất là dễ ghép âm ly nha. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Hàng bãi Mỹ về nha, rất là thơm, để trong nhà là thơm phức cả nhà luôn nha. Này, giá 7 triệu rưỡi bao ship. Giá tầm này thì những con loa Nhật thì không có cửa đâu nha. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em nha. Ai cần ring nha, cực kỳ đẹp và thơm. Tất cả là ring nguyên bản chưa qua tang, chưa dùng Việt Nam nha. Có vi tinh chỉnh cho anh em nha, volume này. Anh em là nhanh tay thì liên hệ em nha. Đây. Một bát carbon, một bát giấy cam sành. Cho ra tiếng bát rất là hay. Tiếng bát này hỗ trợ tiếng mic ca sĩ rất là hay nha. 20 dưới 25 và một mic dom fib rất là hay. Kiểu như dòng AR đó nè, rất là hay luôn. Xin em sẽ test cho anh em nghe nha. Anh em sẽ theo dõi ở video kế tiếp, là sẽ có video để test sản phẩm này. Rồi, hẹn anh em ở video kế tiếp nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em vui lòng đăng ký kênh để được cập nhật những video mà bên em đăng tải hàng ngày. Xin chào anh em.